Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, với lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã phải đương đầu với nhiều quân xâm lược. Bao xương máu, bao thế hệ người con đất Việt đã đổ xuống để giữ vững chủ quyền, bảo vệ tự do, độc lập cho Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, thương binh là những người hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Ngày 27 tháng 7 năm 1947, Ngày Thương binh Toàn quốc đầu tiên được tổ chức với nhiều hoạt động. Sau đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đúng đắn với thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Đối với thành phố Sơn La, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, tô thắm thêm truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để đánh giá kết quả thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Sơn La 5 năm, giai đoạn 2018-2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi mãi mãi. Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, mắt mờ chân chậm, trí óc không còn minh mẫn, khi nhớ khi quên, nhưng mỗi khi nhìn thấy màu áo lính, niềm nhớ mong khắc khoải về người con trai đã hy sinh tại chiến trường lại ùa về. Những giọt nước mắt thương nhớ, chúng con xin được thay anh gọi một tiếng mẹ. Khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong bà thì là tới các anh bộ đội lên tặng quà 27 tháng 7 thì là bà rất xúc động. Đấy là bà cứ khóc thôi, thì cứ thấy mặc áo bộ đội thì con cứ nhớ bà, cứ nhớ con. Thế là bà cứ khóc. Thế là bây giờ năm nay thì là bà được 106-107 tuổi rồi, này bà cứ thỉnh thoảng là cứ ngó cửa sổ xong là bà khóc, cứ nhớ con. Đấy là làm sao là Đảng và Nhà nước, chính quyền là quan tâm hơn cho gia đình. Đấy là tạo điều kiện, đấy là được tìm được mộ của anh trai. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, thành phố Sơn La có diện tích tự nhiên 323,51 km2, 12 đơn vị hành chính gồm 7 phường, 5 xã, nhiều cơ quan quan trọng của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn. Dân số trên 110.000 người với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 422 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, được hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành phố luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người có công, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, tuyệt đối không xảy ra tình trạng trục lợi từ chính sách. Bên cạnh đó, thành phố còn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực, làm vơi đi những mất mát, hy sinh, không chỉ động viên tinh thần cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, mà còn chăm lo đời sống vật chất. Đến nay, trên 98% gia đình chính sách, người có công với cách mạng, sinh sống trên địa bàn thành phố, có đời sống bằng hoặc cao hơn so với mặt bằng chung của khu dân cư. Cái chủ trương và cái định hướng đó là phải làm thật tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa một cách sâu rộng từ cấp thành phố đến các xã phường và tập trung vào một số các nhiệm vụ cơ bản là tập trung cao vào công tác tuyên truyền về các cái chính sách của Đảng cũng như là các cái chính sách của Nhà nước, phát huy vai trò của cơ quan chính quyền để thực hiện tốt tất cả các chính sách mà hướng tới người có công, xã hội hóa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thu hút càng nhiều, càng ngày càng nhiều hơn
những cái cơ quan đơn vị, những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, những tổ chức và các cá nhân tham gia vào việc thực hiện các xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Là cơ quan trực tiếp tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố đã chú trọng làm tốt công tác quản lý 866 hồ sơ, gồm hồ sơ người hoạt động kháng chiến thanh toán một lần, hồ sơ gia đình liệt sĩ, hồ sơ thương bệnh binh, hồ sơ chế độ học bổng học sinh sinh viên. Các loại hồ sơ đều được phân loại, quản lý theo đúng quy định. Các trường hợp mới tiếp nhận, di chuyển đến nơi khác đều được theo dõi, bảo quản, tránh hư hỏng và sử dụng khai thác lâu dài. Phòng quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng đầy đủ kịp thời, đúng quy định cho 422 người với số tiền trên 800 triệu đồng trên năm. Thực hiện chính xác, khách quan, đúng đối tượng các chế độ ưu đãi khác. Trong 5 năm đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 4.000 lượt đối tượng, chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo cho 335 lượt đối tượng với trên 1,1 tỷ đồng, 817 lượt người có công được điều dưỡng, 202 lượt người có công được trang cấp dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng, chi trợ cấp mai táng cho 190 người, thường xuyên tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng năm vào dịp lễ Tết, ngày Thương binh Liệt sĩ, phòng còn thường xuyên tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố, xây dựng và tổ chức các đoàn công tác, phối hợp với các cơ quan đơn vị, thăm tặng quà hàng nghìn lượt gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Thực hiện quyết định số 22 ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo các ban ngành, cấp ủy chính quyền từ xã, phường đến cơ sở, rà soát, phối hợp triển khai. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, trên địa bàn thành phố đã có 1.116 hộ được hỗ trợ, trong đó 479 hộ xây mới, 637 hộ sửa chữa, với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đã rà soát, chi đúng đủ, kịp thời, hỗ trợ 423 đối tượng người có công với số tiền trên 624 triệu đồng. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi có hiệu lực, trong đó thống nhất, rõ ràng và mở rộng một số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng. Phòng đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và chỉ đạo đội ngũ công chức lao động thương binh xã hội các xã phường, rà soát, thực hiện các thủ tục để 100% đối tượng được hưởng chế độ kịp thời theo quy định. Với chức năng nhiệm vụ của Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố đã tích cực chủ động tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố triển khai thực hiện các kế hoạch công văn, các chế độ liên quan đến chính sách người có công với cách mạng trong quá trình chi trả chế độ ưu đãi của người có công và đảm bảo 100% người có công với cách mạng đều được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác trên địa bàn thành phố Sơn La. Cùng với nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thì việc đảm bảo an sinh xã hội được thành phố coi đó là nhiệm vụ hàng đầu. Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân chính là thước đo, là minh chứng cho sự phát triển toàn diện của địa phương. Chính vì đó, cùng với đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, thì đền ơn đáp nghĩa đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và trở thành phong trào thi đua giữa các cơ quan đơn vị, giữa các khu dân cư, góp phần xây dựng hình ảnh con người thành phố Sơn La thân thiện, văn minh và nghĩa tình. Các xã phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện đầy đủ các chương trình hỗ trợ làm nhà, chương trình ổn định đời sống thương bệnh binh, chương trình tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chương trình chăm sóc gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, làm tốt công tác xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và làm tốt công tác xã hội hóa trong thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công. Đặc biệt, thành phố còn quan tâm tới con em thương bệnh binh, gia đình chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ trong việc học tập, tạo công ăn việc làm ổn định. Đảng ủy phường Quyết Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị trên địa bàn của phường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm,
doanh nghiệp cùng chung tay góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chăm sóc người có công với cách mạng, đẩy mạnh các cái hoạt động trong phong trào đền ơn đáp nghĩa như là tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, thăm và tặng quà nhân dịp ngày lễ, ngày Tết Nguyên đán, giúp đỡ ngày công trong lao động sản xuất cũng như đời sống người có công với cách mạng. Với các việc làm ý nghĩa và thiết thực nêu trên thì cũng đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ. Được sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là thương binh nặng 1/4, gia đình tôi và thân nhân trong gia đình đã được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong thời gian học tập là học sinh, sinh viên đã được hưởng chế độ ưu đãi, nhận trợ cấp hàng tháng đối với con em thương binh. Sau khi tốt nghiệp ra trường, được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tạo điều kiện về nhận làm việc tại Ủy ban Phường Trường Cơi. Trong thời gian tới, tôi xin hứa sẽ cố gắng tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thành phố còn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, để các em thế hệ ngày mai hiểu và thêm trân trọng những thành quả mà bao thế hệ cha anh đã hy sinh thanh xuân, xương máu để có độc lập, giữ vẹn nguyên lãnh thổ hình chữ S, để cho chúng ta hôm nay hưởng nền hòa bình, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từ đó ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập lao động tốt, xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu. Ban thường vụ thành đoàn cũng đã chú trọng chỉ đạo triển khai phát động, tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực như là tổ chức giúp đỡ những người có công, các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ. Đặc biệt là hàng năm thì Ban thường vụ thành đoàn cũng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm tại địa phương. Qua các hoạt động thì cũng đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, góp phần để nâng cao ý thức trách nhiệm vai trò của thế hệ trẻ đối với công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn trên địa bàn thành phố. Có được sự quan tâm kịp thời của cấp ủy chính quyền cũng như bà con lối xóm, mỗi người có công với cách mạng, gia đình chính sách, các thương bệnh binh trên địa bàn thành phố luôn phát huy tinh thần, truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm qua các vị trí công tác, những đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để dạy bảo con cháu, cũng như gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, hương ước, quy ước của khu dân cư trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và giữ vững gia đình cách mạng kiểu mẫu, luôn là ngọn cờ, là hạt nhân trong xây dựng quê hương, bản làng, tô thắm thêm truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mỗi dịp tháng 7 về, ngày Thương binh Liệt sĩ, sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cùng với nhân dân cả nước, cấp ủy chính quyền mỗi người dân thành phố Sơn La lại càng hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ với nhiều hoạt động, việc làm thiết thực. Những người con đất Việt đã anh dũng ra đi, các anh đã ngã xuống, thịt xương tan vào, làm thiêng hơn mảnh đất quê mẹ. Những người đã hy sinh thanh xuân, đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu xương trong thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hay làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Tất cả đã làm dày thêm truyền thống vẻ vang, viết lên bản hùng ca của dân tộc Việt Nam. Tri ân người ra đi, ấm lòng người ở lại, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đúng, đủ, kịp thời pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, huy động các nguồn lực chăm lo sức khỏe vật chất, đời sống tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn vô hạn với những người con trung hiếu của dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.